Rồi chào anh em nha. Em còn khoảng 100 cái bên sân con. Quay A RS100 hàng zin theo xe. Đó. Tất cả này là bình hàng zin theo xe nha anh em. Ba anh em là quả ra kim đốt nguyên zin hết, bên trong đủ đồ. Thì bình này hàng đã xe bên hàng đã xe Honda về. Bình này em bán là 200.000 một bình nha. 200.000 một bình. Đúng 200.000 một bình nha anh em. Em nhắc rõ là 200.000 một bình cho cái bình xăng con zin theo xe. Quay A RS100. Đó, bình này em bán là bao anh em zin nguyên bản chưa phục hồi. Anh em mua về thay ron chán sấy bông tu lại xài ha. Thay ron chán nè, sấy bông tu. Nói chung là bình hàng rã xe kho bãi. Bán là bao zin, không lai đồ. Đúng nguyên zin chưa phục hồi. Anh em mua về tự vệ sinh xúc rửa thay ron chán sấy bông tu lại xài. Giá cực kỳ rẻ luôn. 200.000 một bình. Hàng có sẵn, số lượng bao nhiêu cũng có. Anh em nào có nhu cầu có liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332 ha. Bình xăng con quay ARS. Bình này thì nói chung là anh em đang sử dụng cái máy là rim quay vì là gắn vô bình thường nha. Thì còn theo anh em mà trong ngày mình hay gọi là bình xăng quay A100, có người kêu bình xăng quay RS100, nhưng mà bình này là thường thường mình dễ mình kêu bình xăng quay A đi. Nói chung là anh em mua về cứ gắn rim quay là máy 100 trở lên là ok ha. Rồi em bán 200.000 bình, anh em mua về xúc rửa thay ron chán sấy bông tu lại xài. Giá cực kỳ rẻ luôn, số lượng bao nhiêu cũng có. Giá lẻ là 200.000 bình. Anh em mua số lượng từ 10 bình trở lên. 10 bình trở lên là sẽ có mức giá tốt, rẻ hơn chút. Nha anh em có nhu cầu cứ liên hệ em ha.